để làm công tác hậu kiểm theo đề xuất của doanh nghiệp. Báo cáo giám sát tối cao về an toàn thực phẩm của Quốc hội đã chỉ ra là an toàn thực phẩm có nơi có lúc đã đến mức báo động. Tình trạng mà vi phạm an toàn thực phẩm của một số doanh nghiệp còn diễn biến rất phức tạp. Tôi nói ví dụ như vấn đề bơm tạp chất vào tôm này, ví dụ như là